Xin mời mọi người nha. Mực nhồi thịt của bà mặt vuông, mặt tròn, mặt tam giác, mặt linh tinh thì các bạn đã trải nghiệm rồi đúng không? Còn đây là mực nhồi thịt của bà một lằn. Video hôm nay mình sẽ trải nghiệm mực nhồi thịt này nhá. Và đây là những con mực nhồi thịt đến từ công ty Phúc An, một công ty của Việt Nam mình. Sản phẩm này thì được họ nhập khẩu chính ngạch, thế nên là mọi người yên tâm về nguồn gốc xuất xứ cũng như là chất lượng sản phẩm nha. Bây giờ mình sẽ bóc ra và trải nghiệm. Xin mời mọi người nha. Cái thớ của cái thịt mực ấy thì nó vẫn còn dai và nó hơi dày một chút. Ngoài ra thì bên trong này ấy, người ta cho cả nhân thịt nha. Rất là nhiều thịt luôn, dày dặn. Ngon nha. Cái mực này thì khi mình ăn ấy, cái vị của nó kiểu ngọt ngọt, mặn mặn. Nó sẽ hài hòa giữa ngọt và mặn nha. Và cái hậu vị để lại thì cay cay một chút. Bên trong rất là nhiều thịt, mình ăn cảm giác đã miệng nha. Ngoài ra thì cái mùi của nó mình thấy là nó có cái mùi dầu ớt và một số mùi gia vị khác. Nó hơi hướng của mùi đồ ăn vặt, nhưng mà nó không quá hắc và không quá nồng. Là còn nữa nha, rất là ngon luôn. Đây, mọi người có thể nhìn thấy là bên trong này thì người ta nhồi chật luôn vào con mực nha. Rất là nhiều luôn. Tuyệt vời mọi người. Ok, và sau khi mình trải nghiệm xong thì cá nhân mình thấy cái mực này ngon mọi người nhá. Để so với cái mực nhồi thịt của Trung Quốc ấy, thì mình thấy cái mực nhồi thịt Trung Quốc gia vị nó nồng hơn, còn cái này thì nhẹ nhàng hơn một chút và hương vị khi ăn thì nó hợp khẩu vị người Việt mình hơn nha. Sản phẩm này thì đang được bán trên thị trường cũng như là trên TikTok Shop cũng có rồi nhá. Mọi người có thể tìm và tham khảo.